Xin chào mấy anh chị đến với kênh Ve Chai Miền Tây. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 2022 ha. Em cho luôn một số mã đồ xưa như sau. Đầu lê tiên, em lên một cái quán tẩy tàu. Quán tẩy này đường kính tới 30cm là nghe mấy anh chị, rất là lớn, 30cm. Hàng chuẩn tàu, chuẩn cổ nghe mấy anh chị. Tình trạng đây, quay cho mấy anh chị coi. Tình trạng nè, mấy anh chị thấy ngay trong cái đường này có phun một lớp sơn không? Làm nó bị gớt cái mảnh ra, dán lại, nhưng mà là zin của nó nha, thịt là thịt zin của nó nha, cốt zin của nó luôn, chứ không có bị mất mảnh nha. Ở dưới đây có phun sơn nè, tại vì nó có tóc mà, nó có tóc tóc nhẹ nhẹ mấy đường, nó tóc mấy đường ở dưới đây, trong đây nè. Đây, cái quán tẩy này rất là lớn hết mấy anh chị, đường kính tới 30cm lận. Em giao lưu cái quán tẩy này với giá là 1.8 triệu, 1.8 triệu cho cái quán tẩy tàu, đường kính 30cm. Tiếp theo mã số 2, em cho luôn một cái bình Vạn Ninh, cao 48cm, rất là lớn, bình nặng nha mấy. Cao 48cm nha mấy anh chị, tích của nó là tùng lọc ha, tích là tùng lọc. Quay cái nét cho mấy anh chị coi. Cao 48cm. Như chăng cái đường tay em ha, nó bị tóc một đường ngay đây. Tóc đường đây. Miệng nó làm lại là 4/5 nha. Miệng làm lại 4 phần nha mấy anh chị. Còn một miếng ha, miệng có làm lại ha. Đây chôn, con quay chôn. Bình Vạn Ninh cao tới 48cm là nghe mấy anh chị. Em giao lưu cái bình Vạn Ninh này với giá là 2.2 triệu, 2.2 triệu cho bình Vạn Ninh, vẽ rất là đẹp ha. 48cm. Cao 48cm. Tiếp theo em giao lưu mã số 3. Một cái chén sen vịt tàu. Đây, cốt trắng rất là đẹp. Đường kính là 10.5cm. Tình trạng của cái chén này như là lành đó. Tình trạng của chén sen vịt này là lành nha. Em giao lưu cái chén sen vịt này với giá là 1.8 triệu, 1.8 triệu cho cái chén sen vịt mã số 3. Mã số 4 em lên một cái nhạo lông ẩn tàu. Đây, mã số 4 lên một cái nhạo lông ẩn tàu. Đẹp quá anh chị, lành nha, tình trạng cũng là lành luôn. Em giao lưu cái nhạo lông ẩn tàu này với giá là 2 triệu. 2 triệu với cái nhạo lông ẩn tàu. Xuất sắc luôn, nhạo là xuất sắc luôn. Cái nhạo rất là đẹp ha. Đợi em một tí xíu anh chị ơi. Cái nhạo lành hết luôn á mấy anh chị, ít lập gặp lắm ha. Tiếp theo mã số 5. Em lên một cái bình lái thiêu Phú Quý Bạc Đầu, con chim đang hót đây, con chim đang hót líu lo đây. Chiều cao là 29cm, mã số 5. Tình trạng tóc mờ một đường tí xíu dưới đây thôi, 99% lành cho cái bình chim Phú Quý Bạc Đầu. Em giao lưu cái bình này cao 29cm, mã số 5, với giá là 1 triệu. 1 triệu cho cái bình lái thiêu mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Em lên 5 cái tô Nhật. 5 cái tô Nhật. Chiếc yêu tức là Trúc Lâm Thất Hiền. Đường kính là 17cm. Đường kính là 17cm nha, có mọc nha. Cái này bị mẻ tí xíu chỗ này, cái này bị mẻ tí xíu chỗ này nghe mấy anh chị. Đây là cái thứ hai. Tình trạng là lành. Đây là cái thứ ba. Cái thứ ba tình trạng là lành luôn. Đây là cái thứ tư. Cái thứ tư tình trạng là lành nha. Đây là cái thứ năm. Còn cái thứ năm đâu nó tóc đường luôn. Có tóc một đường đó. Cái này nhựt nó khó thấy lắm. Cái thứ năm này nó cóc tóc một đường rất là mờ mấy anh chị ơi, nhựt rất là nó không có tóc thấu cốt nha. Quay gì khó thấy quá. Ngay đây nè, tóc một đường mờ mà ngoài sao là không có. Là ba cái lành, một cái tóc rất là mờ, tóc đó là không đáng kể luôn nha mấy anh chị. Với một cái bị mẻ tí xíu ha. Em giao lưu bốn năm cái đúng rồi. 5 cái tô Trúc Lâm Thất Hiền, đường kính 19cm, mã số 6 với giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu cho 5 tô Nhật tích Trúc Lâm Thất Hiền. Tiếp theo mã số 7.
em lên một cái nhạo Long Phụng hàng Nam Bộ, một cái nhạo Long Phụng nha. Đây một cái nhạo Long Phụng hàng Nam Bộ mã số 7, chiều cao là 12 cm, tình trạng là lành. Em giao lưu cái nhạo Long Phụng này với giá là 350.000, 350.000 cho cái nhạo Long Phụng mã số 7. Mã số 8, lên một cái bình trà tức là thượng cầm hạ thú. Đây một cái bình trà tức là thượng cầm hạ thú. Bình trà này lành nha mấy anh chị. Cái bình trà tức thượng cầm hạ thú này là hàng Nam Bộ nha, hàng Nam Bộ mà có mọc dưới đất nè. Em giao lưu cái bình trà thượng cầm hạ thú mã số 8 với giá là 400.000 cho cái bình trà thượng cầm hạ thú mã số 8. Mã số 9, em lên một cái bàn ủi. Đây bàn ủi con gà nặng 1,1 kg, nhưng mà con gà không phải bằng đồng nha anh chị, con gà không phải bằng đồng, tình trạng còn rất là đẹp. Cái quai này cũng không phải bằng đồng luôn, nặng 1,1 kg nha, tình trạng còn rất là đẹp. Em giao lưu cái bàn ủi con gà bằng đồng này với giá là 550.000, 550.000 cho cái bàn ủi con gà mà nặng 1,1 kg mã số 9. Đây là mã số 10, em lên một cái khai trà Bách Hoa Biên Hòa. Cái khai này rất là lớn luôn nè, cái khai trà này rất là lớn, cái khai Bách Hoa Biên Hòa khai trà rất là lớn ha. Em quay tình trạng, đường kính của nó 26 cm nha. Đây là cái nắp, đổ rất là dày mấy anh chị, cái khai này đổ dày lắm, bên trong men rạn nè mấy anh chị thấy không, bên trong men rạn hết luôn. Em giao lưu cái khai Biên Hòa này, em giao lưu cái khai Bách Hoa Biên Hòa này với giá là 1,7 triệu, 1,7 triệu cho cái khai Bách Hoa Biên Hòa mã số 10. Mã số 11, em lên một cái cặp cổ bồng thủy tinh màu xanh lá rất là đẹp, có chữ thủy nha mấy anh chị, đây có chữ thủy. Một cái này nè lành tích luôn, còn một cái này có tóc bên trong, tóc một đường bên trong nè, tóc bên trong một đường ha. Em giao lưu cặp cổ bồng thủy tinh này mã số 11, đường kính là 13,5 cm, với giá là 950.000, 950.000 cho cặp cổ bồng thủy tinh mã số 11. Đây là mã số 12, giao lưu một cái dĩa bù lệch. Hôm nay mấy anh chị nào có bù lệch rồi không có dĩa ha, hôm nay có dĩa bù lệch nè, có dĩa bù lệch. Cái dĩa này sao giống dĩa Sài Gòn quá mấy anh chị ơi, dĩa này dĩa Sài Gòn cái gì nè. Đường kính là 15,5 cm mã số 12. Tình trạng nè, bị ngay đây một miếng nha, mẻ một miếng nha. Cái dĩa bù lệch này dĩa Sài Gòn nha mấy anh chị, ai có bù lệch thì mua dĩa này ha. Em vô luôn cái dĩa bù lệch này với giá là 850.000, 850.000 cho cái bù dĩa bù lệch mã số 12. Mã số 13, đây mã số 13 Thanh Lý, một cái bình trà chim 5 lít, có bị lột men chỗ này nha mấy anh chị, cái vòi nè có mẻ vòi dưới cái chân, cái nắp cái quai của nó bị mẻ nửa quai, phía sau lột men như gì nè nha. Bình trà này bình trà 5 lít nha, bình trà 5 lít nha. Em giao lưu của bình trà 5 lít cho mấy anh chị đầy co cà phê quán ở quán cà phê ha. Đây đầy co quán cà phê, em giao lưu của bình trà 5 lít này chim hoa với giá là 300.000 cho bình trà 5 lít mã số 13. Bình trà này không nắp nha, bình trà không nắp mấy anh chị. Mã số 14, em lên một cặp tô con gà tròn, tô tròn ít gặp thấy mấy anh chị, tô gà tròn và tô sắt. Ôi giời, xíu nó dục tay rồi. Đây cái tô con gà màu xanh mà tô tròn nha, già đồ quá trời già đồ luôn, mẻ một miếng trên đây một chút. Đây là cái thứ hai, đây bị xước men chỗ này một chút ha. Em giao lưu cặp tô con gà mã số 15 với giá là 400.000 cho cặp tô gà mã số 15. Ủa, cặp tô gà mã số 14 anh chị ơi.
nó lộn nha, tập tôm gà mã số 14. Đây là một cái bình trà mã số 15. Đây một bình trà Thọ Tiên mã số 15. Hôm qua mấy anh chị nào mua trễ cái bình kia, hôm nay có cái khác nè. Mà cái bình này bự hơn bình hôm qua, bình này cao 14.5 cm. Rất là đẹp ha. Nè. Bên đây cái hình nó hơi mắc một chút xíu. Bình này toàn lành nha mấy anh chị, toàn lành nha, mua về chăm trà cũng được liền luôn nha. Em giao lưu cái bình trà mã số 15, chiều cao là 14.5 cm, có mộc đỏ dưới luôn. Em giao lưu với giá là 350.000, 350.000 cho bình trà mã số 15. Mã số 16. Em giao lưu 10 cái dĩa mini hoa đào. Hoa màu đen nha. Đây hoa đào màu đen. Đây hai cái dĩa màu đen. Đường kính là 10.2 cm, còn đây là dĩa màu xanh. 8 cái dĩa hoa đào màu xanh và hai cái dĩa. Có mộc nha mấy anh chị, đây có cái mộc sông bé hay gì đây. Cái bông hoa đào này vẽ như 3D luôn nè mấy anh chị thấy không? Nó cái bông vẽ rất là đẹp. 10 cái lành hết luôn nha mấy anh chị. Rồi dĩa nhỏ này để dùng rồi dành úp ly ha. 10 cái toàn lành. Em giao lưu 10 cái dĩa hoa đào lót ly mã số 16 với giá là 220.000, 220.000 cho 10 dĩa hoa đào lót ly mã số 16. Mã số 17. Đây. Lên những mã này cho mấy anh chị sưu tầm dĩa đa dạng mẫu nè. Đây là một cặp cá sông ngư nè, cá vẽ phía bên trong ha, hàng này hàng lái thiêu nha. Sông ngư. 3 cái. Hai con cá này. Em giao lưu 3 cái dĩa sông ngư mã số 17, đường kính là 18.5, giá là 200.000 cho 3 dĩa sông ngư mã số 17. Mã số 18, lên một cái bình sơn thủy lái thiêu màu. Đây một cái bình sơn thủy lái thiêu màu. Chiều cao là 17.5 cm. Tình trạng cái miệng cái chân chỗ này có bị sửa một miếng cái chân cái miệng nha mấy anh chị, sửa một miếng cái chân cái miệng. Mà cái màu sắc còn rất là đẹp, sơn thủy màu vẽ còn rất là đẹp xuất sắc luôn mấy anh chị ơi. Em giao lưu cái bình sơn thủy mã số 18 này với giá là 550.000, 550.000 cho cái bình sơn thủy màu. Tiếp theo mã số 19, em giao lưu một cái tô lân. Cái tô lân này hàng này chắc hàng Quảng Ninh, hàng Sài Gòn nha mấy anh chị. Đây một cái tô lân, vẽ con lân nè, rất là đẹp ha. Đó, vẽ hai con lân rất là đẹp. Tình trạng của cái tô này là nó bị bể cái miếng này nè mấy anh chị, bể cái chân chỗ màu sơn mấy anh chị thấy không? Có sơn lại cái chân chỗ này, bể miếng cái chân chỗ này ha. Dưới nó có tóc. Nè. Nó có tóc cái chân chỗ này nè, nó tóc nó gớt cái mảnh gai dán lại ngay chân chỗ này. Cái tô này mà lành là cũng chịu mấy cái thấy mấy anh chị. Em giao lưu cái tô lân này mã số 19 với giá là 250.000. Mình đề co mình chân như vậy không ai biết nó bể đâu. 250.000, đường kính là 16.3 cm, mã số 19. Tiếp theo mã số 20. Em giao lưu 4 cái tích màu hồng. Cái tích nó giống như là bình trà luôn nè mấy anh chị. Cái chung này bự lắm. Hình như là cái tích của này là tích Thúy Kiều Thúy Vân. Đây cái tích là Thúy Kiều Thúy Vân nha mấy anh chị. Có cái mộc luôn, China. Là đồ này đồ tàu xưa nha, đồ tàu xưa. Mỏng muốn thấu quang luôn nè mấy anh chị, nó mỏng muốn thấu quang luôn. 4 cái. Đây. Những mấy anh chị mà cái bình trà đó, bình trà mà thích bình trà Thúy Kiều Thúy Vân hôm nay mấy anh chị mua đó. 4 cái tách này nè. Đó, lâu lắm. Lâu lắm mới có 4 cái tách này. 3 cái lành tích có một cái bị tóc nha. 3 cái lành tích có một cái bị tóc, có mọc đỏ luôn. Em giao lưu 4 cái tách Thúy Kiều Thúy Vân với giá là 500.000 cho 4 cái tách Thúy Kiều Thúy Vân mã số 20. Mã số 21, một cái chén tàu đẹp xuất sắc mấy anh chị ơi, chén tàu cảnh vẽ hình con nai nè, nó vẽ con nai nè. Trắng đẹp như ngọc trinh luôn ha, trắng đẹp như ngọc trinh cái cốt nè. Chàm cũng đẹp mà cái cốt của nó trắng tư luôn. Nó bị tóc một đường như vậy. Bị tóc một đường như vậy thôi. Nghe chỉ tóc một đường thôi mấy anh chị.
À, bên đây nó bị xước men bên trong một chút xíu, bên ngoài không có nha. Em giao lưu cái chén tàu mã số 21 này với giá là 450.000. 450.000 cho chén tàu mã số 21. Đây mã số 22, cái hàng cực phẩm luôn anh chị ơi. Một cái tô lái thiêu vẽ hoa phù dung, màu vẽ có hoa bên ngoài nè. Cái tô này đó giờ em không gặp luôn á, lần đầu tiên gặp được cái tô này. Đường kính là 20, đường kính của nó là như ta 22 cm luôn, mã số 22. Đường kính là 22 cm luôn. Mua về ăn mì bời, hoặc là bài một mâm cơm, đựng một tô canh chua vô tư ha, một tô canh gì ha. Nè cái bông nè, hai cái bông vẽ bên ngoài nè. Tô lái thiêu quá trời đẹp, xuất sắc cái tô. Bán đó giờ mới gặp luôn. Em giao lưu cái tô lái thiêu này với giá là 600.000 cho cái tô lái thiêu mã số 22. Hôm nay đèo đẹp không hả mấy anh chị? Mã số 23 là một cái liễn vạn ninh vẽ hình sen. Cái liễn thì đồ vạn ninh ít gặp mà thêm cái hình sen nữa nè. Đó, vẽ sen rất là đẹp luôn. Cái liễn vạn ninh nha mấy anh chị, để em quay tình trạng nha. Đây cái nắp nè, ở trên vẽ một bụi sen. Nãy cũng có thấy tóc một miếng mà sao nhìn ngoài không thấy. Nhìn bên ngoài thấy tóc rồi, nhưng mà nhìn là quay đây vô rất là khó. Nó có tóc một miếng tí xíu là nhìn kỹ lắm mới thấy nè mấy anh chị. Nó tóc mà tóc ẩn á, nhìn kỹ lắm mới thấy. Cái nắp này nó hơi bị nhấp chỗ này một chút, nó hơi vên chỗ này một chút xíu nha. Cái thố này được gọi là 99% lành luôn á mấy anh chị, 99.9% lành chỉ có liễn vạn ninh sen này luôn. Cái sen này đẹp, lần đầu tiên cũng mới thấy cái liễn vạn ninh sen. Đường kính là 12.5 cm. Em giao lưu cái liễn vạn ninh sen mã số 23 này với giá là 2.2 triệu. 2.2 triệu chỉ có liễn vạn ninh sen mã số 23. Mã số 24, em lên một dĩa tàu chữ Phước, cái dĩa đường kính lớn nha, hàng chuẩn cổ nha mấy anh chị, hàng chuẩn cổ luôn, cái dĩa lớn lắm. Cái dĩa này chân thì hết dê luôn á mấy anh chị, những anh chị mà chơi hàng tàu ha, để cái giá mà để chân cái dĩa này làm tích luôn, quá trời đẹp luôn. Hàng này trên 300 năm, hàng này trên 300 năm, bên trong vẽ chữ Phước, hàng tàu chuẩn cổ, bao chuẩn cổ cho mấy anh chị luôn nha. Mua hàng bên em yên tâm, em hàng nào nói hàng đó, được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên mấy anh chị cứ yên tâm nha. Đây em giao lưu cái dĩa chữ Phước tàu này lành tích, đường kính là 26 cm, chân như vậy thì hết chê luôn, với giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu cho cái dĩa tàu chữ Phước. Đó là mã số mấy rồi ta? Mã số 24. Tiếp theo mã số 25 là một cái dĩa C. Đây một cái dĩa C. Dĩa C này đường kính là 28 cm. Bên trong có hoa nè. Cái dĩa C này đẹp quá nè mấy anh chị. Không mua cái dĩa C này rất là tiếc luôn, làm tích luôn. Cái dĩa C này làm tích luôn mấy anh chị ơi. Còn bóng đẹp nữa nè, cái men của nó quá trời đẹp, đẹp xuất sắc. Em giao lưu cái dĩa C này với giá là 1.8 triệu. 1.8 triệu cho cái dĩa C mã số 25. Dĩa nó có ám họa đẹp ha. Mã số 29 em lên một cái bình trà. Ủa? Mã số 26 em lên một cái bình trà Long Ẩn Tàu. Đây bình trà hàng chuẩn cổ các anh chị. Giá bên em bán giá bình dân, nhiều khi em bán một cái bình này người ta bán 5-6 triệu gì đó, em bán 1 triệu mấy mấy anh chị, nó đồ mới không có mới đâu nha. Bao cổ cho mấy anh chị luôn nha, được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tình trạng của cái bình này nè, cái chân cái vòi này nè, gãy dán lại. Những cái chân cái mỏ vòi này em có thấy có sơn một tí xíu, chắc có lát men một tí xíu bên ngoài. Cái vòi thì gắn lại, còn lại toàn lành hết luôn. Còn lại là toàn lành hết. Mua đề co trong tủ thì rất là đẹp. Em giao lưu một cái bình trà Long Ẩn này với giá là 1.7 triệu. 1.7 triệu cho bình trà Long Ẩn mã số 26. Mã số 27 là một cái diệm lái thiêu. Hàng này sâu tuổi nha. Hàng này được chắc được là hàng cổ luôn bên chị, chắc nó trên 100 năm. Cái lái thiêu nè, cái diệm lái thiêu lành đẹp, đường kính là 22 cm. Em giao lưu cái diệm lái thiêu mã số 27 này với giá là 400.000 cho cái diệm lái thiêu mã số 27. Mã số 28 lên 4 cái chén lái thiêu màu. Chén lái thiêu màu lâu quá mới gặp nè mấy anh chị.
quay từ cái cho mấy anh chị coi là đẹp xuất sắc khỏi chơi luôn nè. Đây hoa nè, xung quanh màu đỏ, chén lá thiêu màu. Cái này thì bị xước men gì, nó có mẻ gì nha mấy anh chị. Cái kia thì lành. Đây cái này lành luôn, bốn chén lá thiêu màu. Cái bông này đẹp khỏi chơi luôn nè. Đây bữa em thấy trên mạng bán cái đâu 250-300 gì một cái đó. Em mua giá bình dân, em bán giá bình dân ha. Em giao lưu 4 cái chén lá thiêu màu này, mã số 28 với giá là 450.000. 450.000 cho 4 chén lá thiêu mã số 28. Tiếp theo mã số 29 là 4 cái tô lá thiêu hình caro, vẽ caro nha. Đây, 4 cái đều lành nha mấy anh chị. Mấy cái này bài tiền cũng rất là đẹp ha. Hàng này cũng ít gặp lắm. Em giao lưu 4 cái tô lá thiêu mã số 29, đường kính là 15.5, tình trạng là lành, với giá là 250.000. 250.000 quá rẻ cho 4 tô lá thiêu. Cuối cùng của hôm nay là mã số 30. Một cái tô sơn thủy tàu xuất sắc luôn rồi mấy anh chị. Rồi cái tô này đẹp rồi nè. Mấy anh chị thấy không? Vẽ sơn thủy nè, non núi, hữu tình, nước non, nhà cửa, cây cối gì quá trời trên cái tô này luôn. Mà đặc biệt là lành vì sao, là một cái chiếc thuyền nữa nè, một chiếc thuyền có người lái luôn, một cái người chèo luôn. Vẽ khắp cái tô. Đường kính là 16.5. Tình trạng nè, ngay chân chỗ này nè mấy anh chị thấy không? Có một vết lỗi lò ngày xưa, gờ cái tay thấy hơi cộm thôi. Không hề nứt mẻ tóc một đường nào hết, không hề nứt mẻ tóc hay là vẫy gì hết, tô lành. Chơi đồ tàu thì không nên bỏ qua cái tô này ha, cái tô này rất là đẹp. Em giao lưu cái tô tàu này với giá là 2.2 triệu. 2.2 triệu cho cái tô tàu mã số 30. Mấy anh chị nào ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838. Cả hai số điện thoại đều có Zalo luôn nha mấy anh chị. Khách mới cọc 200.000 em mới cho hàng đi nha. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 phụ phí tiếp em 30.000 tiền ship hết mấy anh chị. Mấy anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ những video tiếp theo của em nha. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều.